a nap in there. Cho đấy.
bé. Giá bán như nào đấy? 5.000 một mớ. 5.000 một mớ. Thế cho có túi không? Không có túi không? Không có túi. Đây là ai? Đây là thằng chồng cũ của em ấy. Thằng chồng cũ á? Ừ. Chồng rách nát thế này á? Đã ra cái thể thống gì? Đúng ấy. Em đi theo anh là đúng ấy, đi theo thằng này nhìn thế này khổ cuộc đời. May là em cho cái gùi ấy, tôi không thì không biết lấy tiền đâu ra để mua cái gùi nhá. Ừ. Chán đời thế đấy. Nhìn rách nát thế thì mình cái đôi dép tổ ong nhìn của anh mới thế này này. Thế xấu thế nhỉ? Cầm lấy cái dây về buộc vào. Chán đời rồi. Quá khổ nhỉ. Có đi xe không đấy? Anh cho cái xe đi này. Biết đi xe không? Đây cả xe còn không biết đi. Ôi trời, chán thế. Nhà em có xe mà nó có biết đi xe đâu. Đi đâu cũng đi bộ. Này đứng này, đây nói chuyện một tí đã, đi đâu đấy? Đi đâu mà vội thế? Có nhà mà ở không mà đi, suốt ngày thấy đi đi. Cầm ví không, đưa cho nó tí tiền này, nhìn nó khổ quá. Em không được cầm ví về. Anh xem anh còn tiền, tiền anh thiếu gì? Lấy tiền không? Cho tiền đi mua mì tôm ăn nhá. 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 Này, cho nó mấy đồng tiêu cho nó sướng ấy. Này, cho đấy. Trời ơi, đánh nghèo rồi còn oai. Trời ơi, cho tiền mà không biết lấy. Nghèo rồi còn oai cơ.